Đồng Nai hoàn thành sớm chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, công bố kết quả vào sáng 17 tháng 7. Hợp Long cầu hơn 400 tỷ đồng nối Đồng Nai với Bình Dương. Thêm khoảng 54,4 ngàn người dân đô thị được dùng nước máy. Án tử hình cho bị cáo đốt phòng trọ giết nhiều người. Phóng sự khát khao bảo tồn tiếng nói bản sắc văn hóa Chro. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của tỉnh đã hoàn thành và đảm bảo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình tổ chức chấm thi được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của các thí sinh của Đồng Nai sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đồng loạt vào 8 giờ ngày 17 tháng 7, cùng với kết quả thi của thí sinh trên cả nước. Sau khi kết quả thi được công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xét tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh, đồng thời các trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh trong thời gian chờ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức. Ngày 11 tháng 7, cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã chính thức được hợp lòng. Cầu Bạch Đằng 2 sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cầu Bạch Đằng 2 cùng hai đường dẫn có tổng chiều dài hơn 2,8 km, trong đó cầu dài khoảng 410 m, rộng 17 m, có 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Nguồn vốn thực hiện dự án được chia theo tỷ lệ mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính, các tỉnh tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng, tính đến hết tháng 6 2024, tỷ lệ và số dân đô thị sử dụng nước máy của tỉnh là 86,8%. So với cuối năm 2023, tỷ lệ này tăng 1,6% và có thêm khoảng 54,4 ngàn người được dùng nước máy, trong đó riêng thành phố Biên Hòa là 51 ngàn người. Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đồng hành cùng các đơn vị cấp nước, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tiến hành đầu tư hệ thống cấp nước, theo đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, nhằm đạt mục tiêu năm 2025 là có 90% dân số đô thị sử dụng nước sạch. Hiện nay, khó khăn chủ yếu liên quan đến các thủ tục về đất đai và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tòa án Nhân dân tỉnh vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo Bạch Ngọc Minh, 34 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, về tội giết người. Theo cáo trạng, Minh và chị CM có quan hệ tình cảm với nhau và xảy ra mâu thuẫn. Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Minh mang xăng đến dãy phòng trọ tại phường Tân Hòa, nơi chị CM ở trước đây. Sau khi chia tay, Minh không liên lạc được với chị M nên không biết chị không còn ở trọ tại đây và dùng đoạn dây nhôm cột cửa phòng phía ngoài, đổ xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt. Lúc này ở phía trong phòng trọ bị Minh đốt có ông Nguyễn Văn Ánh, 51 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng với vợ là Bùi Thị Nở, 45 tuổi và con trai là cháu NVH, 10 tuổi đang nằm ngủ dưới nền nhà. Hậu quả vợ con ông Ánh tử vong do bị bỏng quá nặng, còn ông Ánh bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn và đến ngày 25 tháng 4 năm 2023 thì bị công an bắt giữ. Nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày, các bạn trẻ không mặn mà với văn hóa truyền thống và ngay cả tiếng nói cũng dần mai một. Thậm chí giữa người chơi ro với nhau cũng giao tiếp nhiều bằng tiếng Kinh, lời ru con bằng những làn điệu dân ca chơi ro cũng thưa thớt dần. Đau đớn với nỗi lo ấy, anh Điểu Toa, một người con của dân tộc chơi ro ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, đã quyết định tìm cách bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình. Thông qua những người già, người có uy tín trong làng, thế hệ đi trước hay qua khảo sát tìm tòi từ các buổi giao lưu trong cộng đồng người dân tộc Chơ Ro, anh Điểu Toa đã sưu tầm được một số tư liệu về ngôn ngữ, văn hóa được lưu truyền. Từ những tư liệu quý này, anh Điểu Toa đã dành nhiều năm nghiên cứu và sáng tạo ra bộ chữ viết Chơ Ro, dựa trên bảng chữ cái Latin gồm 30 chữ cái, khoảng 100 vần, được bổ sung một số ký hiệu, các thanh điệu và âm tiết đặc trưng của tiếng Chơ Ro. Thứ nhất là để tập cho các cháu nó phiên âm, nó đọc các âm vực, những câu nói phát âm. Các cháu bây giờ phát âm rất là khó. Bây giờ mình chỉ dạy các cháu là mình phải phát âm từng câu từng chữ. Thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các em lại tập trung tại nhà anh Điểu Toa để học tiếng Chơ Ro. Dù lớp học đơn sơ, nhưng trái lại các em rất tập trung và hăng say học tập.
Em học mỗi ngày hàng tuần và em học những câu văn mà hàng ngày dân tộc Chero thường sử dụng. Chúng em còn được học chữ viết và được thầy dịch sang tiếng Việt để hiểu hơn. Không chỉ truyền dạy tiếng nói, chữ viết cho các em thiếu nhi dân tộc Chero, anh Đĩa Toa còn hướng dẫn cho các thanh thiếu nhi trong ấp sử dụng cồng chiêng, nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Những đóng góp không ngừng nghỉ của anh đã được người dân, chính quyền địa phương ghi nhận. Trong nhiều năm liền, anh đã nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc Chero.